Hôm nay Harry Everything Sharing xin chia sẻ với các bạn một số cái tip khi các bạn tìm kiếm tài liệu liên quan tới học thuật. Thì cái trang Sci-Hub này thì mình nghĩ rằng tất cả các bạn, những ai mà đang nghiên cứu học tập hay phải tìm kiếm tài liệu thì chắc chắn là phải biết qua, hoặc là ít nhất cũng phải có nghe qua về nó. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ về một số cái trang mà mình có thể tìm tài liệu một cách miễn phí và dễ dàng nha. Thì đầu tiên, cái ứng cử viên đầu tiên mình xin chia sẻ là Sci-Hub. Thì trước kia cái trang này nó là sci-hub.io như thế này nè, hoặc là .org, có nhiều đuôi lắm. Các bạn biết sao không? Cứ một khoảng thời gian á thì cái đuôi này nó bị đổi đi, là do nó bị đánh sập á, nó bị những cái trang, nó bị những cái hacker trắng đánh sập. Thực ra thì cái Sci-Hub này nó được phát triển bởi một số nhà lập trình, nhà phát triển người Nga. Họ muốn là mang tới cho những cái người mà nghiên cứu, những người mà cần phải đọc tài liệu khoa học mà không cần phải mất tiền ấy, và họ muốn là xóa bỏ những cái rào cản để tiến tới tri thức. Thực ra thì điều này nó vi phạm bản quyền. Chính vì thế những cái tạp chí báo lớn, những cái tạp chí báo mà bạn phải trả tiền để có thể mà mua được hay là xem được những cái tài liệu này, thì họ rất là không thích. Và chính vì thế họ có thể là liên kết với nhau để đánh sập những cái trang như đại loại là như Sci-Hub như thế này. Vì vậy mà cái trang này nó phải đổi cái tên miền liên tục, và hiện tại thì là sci-hub.st nha các bạn. Đó, các bạn click vô. Đợi một chút nha. Rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần tìm cái bài báo trên Google Scholar, Google, hay là những cái trang công cụ tìm kiếm nào để mà các bạn có thể tìm được một bài báo, và sau đó các bạn có thể nhìn xung quanh cái bài báo của trang web đó. Cái mã DOI là cái mã định danh của cái bài báo đó, thì các bạn pass vô cái này. Thì bây giờ mình ví dụ nha, mình nói ví dụ như là mình học về hóa thì mình là chemistry, ví dụ vậy. Nên là mình gọi một cái chủ đề gì đấy ha, chemistry nano đi. Rồi mình gọi chữ paper đi. Rồi mình gọi đại á. Đợi một chút nó sẽ ra. Thì click đại với một cái bài nào đó chẳng hạn. Rồi, ví dụ như cái trang web này thì nó cho phép mình tải về, thì nó có cái sẵn cái nút PDF ở đây. Tuy nhiên có những trang web thì họ không có cho bạn truy cập một cách miễn phí. Mình nghĩ trang này là Open Access nè, thì nó để cái nút PDF sẵn ở đây, các bạn có thể tải về một cách tiện lợi. Nhưng mà có những trang nó không có đâu, thì các bạn hãy tìm cái phần là DOI này nè, hay chữ doi.org/ không, cái mã số đằng sau, thì các bạn copy cái này, copy cái mã số dãy số này, sau đó các bạn qua bên trang sci-hub.st thì các bạn pass vô. Sau đó các bạn ấn nút Open và ta-da! Cái bài báo của các bạn cần download nó đã hiện ra đây rồi. Và đơn giản là các bạn chỉ cần ấn cái nút download ở đây. Thì hiện tại mình đang dùng trình duyệt Safari cho nên là nó không có sẵn cái nút này, hoặc là mình chưa biết xài. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng trình duyệt Cốc Cốc hay là Microsoft Edge, nó sẽ có một cái nút tải xuống ở khu vực này nè, khu vực ở phía trên bên phải của màn hình, và sau đó các bạn tải về thôi. Rất đơn giản phải không nào? Mình nghĩ rằng những cái mẹo như thế này sẽ giúp ích cho tất cả những các bạn mà cần phải tìm tài liệu nhiều. Còn một trang nữa, trang này cũng rất là quý luôn. Trang này thì đa phần là sách nha các bạn, là LibGen. Hồi xưa nó là LibGen.io, nhưng mà bây giờ mình không có còn hoạt động được trên cái tên miền đó. Thì bây giờ mình sẽ gõ cái chữ LibGen không thôi để nó ra cái trang gì đó thì tùy. Mình không cần nhớ cái đuôi miền đâu. Ví dụ trong trường hợp sau này á, các bạn chỉ cần nhớ cái chữ Sci-Hub thôi, nhớ Sci-Hub thôi, chứ còn
.st hay là cái gì đó thì các bạn không cần phải nhớ, vì khi các bạn gõ chữ sitehub vào Google đó, nó sẽ tự động tìm ra những cái tên miền như này cho các bạn luôn, rất là tiện lợi. Và đó cũng là một kỹ năng để cho các bạn cần phải có nha. Thì bây giờ đây là cái trang mà cũng là báo luôn, nhưng mà đa phần thì khi mình dùng trang này á, mình không có tải báo, mình tải báo trên trang sitehub và mình sẽ tải sách trên trang LibGen này là Library Genesis. Thì mình chỉ cần gõ cái một á, là mình các bạn phải có cái mã là ISBN, hoặc là các bạn phải có một cái tên. Thì hai cách nha, có những cái bài á, mình cần phải có mã ISBN thì mình mới có thể mình tải về được. Nhưng có những cái cuốn sách mà các bạn gõ cái mã nó không ra mà các bạn gõ tên nó ra. Thì ví dụ như bây giờ mình gõ chữ chemistry. Rồi ấn search. Thì nó ra một đống cái danh sách ở đây. Các bạn click vô mấy cái phần bên cái ô mirror này nè, mirrors. Các bạn ấn vào 1 2 3 4 5 thì cái một nó chính là những cái địa chỉ để dẫn tới những cái server nơi mà chứa những cái file này. Nếu cái chỗ này nó bị kẹt á, mạng người ta truy cập nhiều thì các bạn qua cái số 2 số 3 tương tự như thế. Bây giờ ấn số 1 nha. Ví dụ mình tải cái cuốn Physics and Chemistry Basics of Biotechnology thì nó đang chuyển tới các nó chuyển các bạn tới một cái trang mới, và các bạn chỉ ấn nút get. Nút get thì nó sẽ hỏi là các bạn có tải về hay không. Nếu tải thì ấn allow, còn không thì thôi, bây giờ mình giả bộ thôi mình không ấn. Rồi xong rồi đó. Rất đơn giản phải không nào? Vậy hy vọng qua cái phần hướng dẫn này thì mình hy vọng các bạn có thể hiểu được và ứng dụng được cái công cụ tìm kiếm, hai công cụ tìm kiếm tiện nghi, dễ sử dụng, có chứa rất nhiều tài liệu mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Nếu như các bạn có lòng á, thì các bạn hãy giúp mình subscribe kênh YouTube của mình nha. Kênh YouTube của mình tên là Harry Everything Sharing, và đây chính là cái kênh của mình. Đây. Hiện tại thì kênh của mình mới có 178 subscribers thôi, thì mình rất là buồn. Mình hy vọng là sẽ có nhiều người biết tới kênh của mình hơn. Ở đây mình chia sẻ tất cả những thông tin về cuộc sống khi mình du học ở Hàn Quốc, cũng như là những trải nghiệm của mình, những trải nghiệm về công nghệ, những trải nghiệm về du lịch, ẩm thực và những kinh nghiệm trong cuộc sống. Thì mình hy vọng là mình có thể chia sẻ với tất cả các bạn, và hy vọng chúng ta có thể kết nối cùng nhau qua nhiều video hơn nữa. Và chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.